Hello, xin chào tất cả mọi người. Phải nói là ngày hôm nay bên em về rất là nhiều mẫu đồ cá tính luôn các chị. Như vừa năng động nè, vừa dễ thương và vừa cá tính rồi các chị ơi. Các chị nào ưng mẫu này á thì các chị có thể tham khảo nhiều màu ha. Tại vì bên em nhập về có thêm một màu nữa, một chút xíu thì em sẽ mặc cho các chị coi nha. Màu xanh sọc ngang. Khi mình mặc vô áo này là kiểu oversize, khi mình mặc thì nó form rộng như thế này các chị, che được khuyết điểm rất là nhiều. Cái phần tay nó sẽ dài như thế này các chị thấy không? Đó, nhìn rất là cá tính ha. Cho những chị nào mà thích những style nó hơi lạ lạ một tí xíu, ở phía sau lưng đây em mặc và kết hợp với lại một cái quần sọt ở bên trong. Các chị nào mà muốn thì mình có thể là săn tay áo lên cũng được nha các chị. Mặc kiểu nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà em thấy á, thì mình xõa tay áo xuống thì nhìn nó sẽ lạ hơn đúng không? Rất là dễ thương. Em phối với lại một cái nón, là một đôi giày bata rất là xinh, nhìn nó cá tính và nó năng động lắm. Còn một màu tiếp theo chắc em chuyển sang các chị coi luôn ha. Cái này các chị có thể mặc thành váy cho những chị nào mà thấp người, hoặc là các chị mặc kết hợp với lại là quần sọt jean hoặc là quần ôm lấy chiên các kiểu. Bây giờ em chuyển sang cái màu tiếp theo nha. Rồi đợi em tí xíu ha. Rồi đây các chị ơi, màu sắc tiếp theo là màu đỏ và nó hơi hồng hồng một tí xíu, phối với lại là sọc màu xanh đen nha các chị. Nhưng cái kiểu này thì em phối với lại một cái thắt lưng cực kỳ dễ thương và phối với lại một đôi giày bốt cao cổ như thế này, mặc cũng ngầu đúng không các chị, và nhìn nó rất là sang. Hai phong cách khác hẳn với nhau luôn. Chị nào thích phong cách nào thì mình phối như vậy ha. Và một cái áo thì mình cũng có thể làm như một chiếc đầm. Đó các chị thấy không, mình muốn phối kiểu nào cũng được. Đằng sau cho các chị xem nè, cực kỳ xinh xắn nha mọi người nha. Phía trước đây và chất vải của nó là bằng cô tông, có co giãn rất là mạnh. Phần tay nó hơi loe ra như thế này cho các chị nè, mặc lên nhìn xinh với lạ lắm.